Kính thưa quý vị, bên cạnh tôi là chiếc xe tăng T-34 đã tham gia và lập chiến công xuất sắc trong chiến dịch Đường Chiến Nam Lào năm 1971, nay đang được trưng bày tại Bảo tàng Khu 5. Và không chỉ chiếc xe tăng này, tại bảo tàng còn lưu giữ rất nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá của quân đội ta nói chung và của lực lượng vũ trang quân khu 5 nói riêng. Tại đây, một phần chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu 5 đã được ghi lại đầy chân thực và tự hào. Nằm tại số 3 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Bảo tàng Khu 5 hiện nay còn lưu giữ và trưng bày rất nhiều hiện vật, tư liệu lịch sử, tái hiện quá trình chiến đấu đầy cam go, gian khổ, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu 5 từ những ngày đầu thành lập. Điểm đặc sắc nhất thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Bảo tàng Khu 5 chính là không gian trưng bày hiện vật ngoài trời, bao gồm các vũ khí và phương tiện thể khối lớn của ta và địch, dùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, bên trong công trình Bảo tàng Khu 5 còn trưng bày rất nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý hiếm, nói về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu 5 từ ngày 16 tháng 10 năm 1945 đến nay. Không chỉ mang những giá trị văn hóa, lịch sử, Bảo tàng Khu 5 còn chứa đựng những giá trị tinh thần to lớn. Ngoài chức năng bảo tồn, lưu giữ những hiện vật, tư liệu lịch sử quý giá, Bảo tàng Khu 5 còn là một địa chỉ đỏ tại thành phố Đà Nẵng. Những hiện vật, tư liệu lịch sử tại bảo tàng là hiện thân của một chặng đường cách mạng gian khổ, ác liệt, nhưng rất vinh quang của lực lượng vũ trang quân khu 5. Nơi đây cung cấp kiến thức, bồi đắp thêm lòng biết ơn, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của quân và dân khu 5 qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Kính thưa quý vị và các bạn, tại Bảo tàng Khu 5 có một khu dành riêng để trưng bày những hiện vật, tư liệu lịch sử của đội du kích Ba Tơ. Đây là hai lưỡi kiếm cũ đã hoang nghỉ, không còn cán nữa, được đặt cẩn thận trong tủ kính, là vũ khí được đội viên đội du kích Ba Tơ dùng để tham gia giành chính quyền ở Quảng Ngãi năm 1945. Ra đời vào ngày 11 tháng 3 năm 1945, đội du kích Ba Tơ là một trong những lực lượng vũ trang đầu tiên của Liên Khu 5. Dù vũ khí thô sơ chỉ là dao, búa, gậy gộc, thế nhưng đội quân ban đầu ấy đã góp phần làm nên cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945. Đến Bảo tàng Khu 5, khách tham quan như được theo suốt chiều dài những trận đánh của quân và dân Khu 5 trong cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1953, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của dân tộc ta, đến chiến thắng Vạn Tường, chiến công chói lọi của quân và dân khu 5, chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế Đà Nẵng năm 1975, bước đà trực tiếp góp phần vào đại thắng chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Khi được tham quan Bảo tàng Khu 5, mình cảm thấy vô cùng tự hào về lịch sử của dân tộc ta nói chung, của dân và quân khu 5 nói riêng. Bản thân được hiểu thêm về những kiến thức lịch sử, những câu chuyện lịch sử, hun đúc thêm lòng biết ơn, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Bảo tàng Khu 5 đã và đang góp phần gìn giữ những tư liệu lịch sử, hiện vật quý giá, lưu lại những ký ức đầy gian khổ ác liệt, nhưng rất đỗi hào hùng của quân đội ta nói chung và của lực lượng vũ trang quân khu 5 nói riêng. Sứ mệnh gìn giữ và bảo tồn ấy sẽ mãi được tiếp nối để hào khí anh hùng còn mãi với thời gian.